Trời ơi, bài tập này khó quá. Thôi đói bụng rồi, Angel làm tiếp. Đây, ăn cho đó đi. Mai em đi học nhảy à? Vâng, tại mấy nay em có hứng nhảy. Mà chỗ đó gần nhà thì phải. Giá học rẻ lắm, 10.000 một tháng chị ơi. Ông, vậy học mấy giờ? Hơi nhiều, từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối. Đồ heo, học vì nó đã lắm thế chia. Không sao đâu, mai ngủ trưa dậy chị nhớ kêu em. Ừ. Thương ngủ mai đi học. Hôm nay chiều rồi, phải dậy sớm chuẩn bị đồ cho Quỳnh ăn. Đồ ăn, nước uống. Trời ơi, đã 1 giờ 59 phút rồi Quỳnh ơi. Trời ơi, sao giờ chị mới kêu em? Cứ bình tĩnh, đi học đi rồi về. Chào chị em đi. Sao cái địa chỉ ngộ NGHNH quá vậy? Lạc rồi. Cho hỏi đây có phải là lớp học nhảy gì không ạ? À? Ờ đúng rồi bé, vô đi. Mà lên mày đẹp trai thế này. Được, ta bắt đầu bài học nhé. Chúc các bạn đẹp rồi, người ta giải tán nha. Dạ chào cô, mấy con thông cảm hi. Thôi với cô con mình đẹp trai quá, phải xin in tư mới được. Con này bị làm phản mà. Trời, hôm nay còn bài đặt câu hỏi người ta đồ. Được. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì nhớ cho mình một nút đăng ký cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm và mình sẽ ra thêm nhiều video về tất cả bố ca nữa. Tạm biệt mọi người.